Ghim cái đợt này xuống. Vô nữa, vô tít trong này luôn đi. Để nó vướng rồi sao chết, vô trong này luôn đi. Vô sát trong cái vách này cho cái dánh này lòi lên cái vách này luôn này. Giữa cao lên. Cho vô hẳn trong này luôn đi. Coi vinh như kìa, vô tí nữa, đẩy vô tí nữa, đừng có giữa đợt lên, lấy góc của thôi. Giữa góc, sau đó giữa góc hai ông kia giữa cái góc lên. Rồi ok rồi, được rồi. Rồi, lên đi. Rồi, cái tàn cái đọt đó cho vô cái lỗ này nè, cho vô cái hốc bên này nè. Rồi bên sau lưng ông này, đây bên này, đó là chỗ trống. Rồi đó là hồi bỏ nó vướng nó không được, dỡ lên lại đi. Dỡ đọt lên lại đi. Đúng rồi, thử đem bỏ đây. Thở nhiều không? Rồi được rồi, rồi. Lên đi. Coi chừng chúng tôi nha, rớt xuống xe luôn á.